Rồi, xin chào toàn thể anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay lại với kênh của Nhật Nông Cơ nhé mọi người. Hôm nay cửa hàng em lên cho anh em một số đầu xịt Bati. Thì trong này thì em lên cho anh em hai cái mẫu giá rất là phải chăng, vừa tiền và hàng cũng đang được khuyến mãi nha anh em nhé. Đấy thì thích hợp cho anh em nào mua về rửa xe hoặc xịt thuốc, xịt trong gia đình về nhà ha. Đó. Thì cái đầu xịt Bati này thì ti cốt của nó là P22 nha mọi người. Đó, và hàng hệ đời mới nhất bây giờ nha anh em nhá. Mẫu mới nhất giờ rồi. Thì đây là em đang có một mẫu là Kumo KM22 này mọi người. Đó, và một mẫu là Oraha. Đó, và Oraha này thì nó là mã của nó là OH26TA nha mọi người. Đó. Đầu xịt bên Ohara này thì nó mạnh hơn. Đó, và ti đầu nó ti gân này anh em ơi. Đầu ti gân và ti dài, cốt dài hơn ha. Đó. Thì đặc điểm là nhìn chung ấy, thì hai cái mẫu này thì nó gần giống nhau, nó khác cái thiết kế và cái ti, và thứ hai là cái khuôn bầu đấy nha. Đó, và là chất lượng máy nó hơn ha. Đó. Còn để đánh giá về một em máy đồ xịt như thế này thì năm nay nó cải tiến đi rất là nhiều. Anh em có thể thấy này, bộ áp suất của nó này, cái bộ quả nén này nó là bộ nén cao nên là ép rất là tốt anh em nha. Nó rất là mạnh ha. Đó, thì trong đầu xịt nó thì em đem chỉ để hai cái đầu và phụ tùng nó có đầy đủ hết nha anh em. Đó, phụ tùng là có dây hút, dây xả, lọc xăng, lọc hút này nha. Đó, rồi cái vô lăng để anh em ráp dây cô loa và motor hoặc máy nổ ha, để anh em xịt, và bộ phụ tùng đi thay thế cho nó là gồm có các bộ phốt cua này anh em nhé. Đó, nói chung là đầy đủ phụ kiện đồ nghề. Thằng này cũng vậy, thằng này dây dốn thì tốt hơn này anh em nhé. Đó, dây này thì nó làm bên trong là nó cái lò xo, còn thằng này là dây mủ nhựa mủ kính này anh em này. Đó, hai cái mẫu khác nhau. Đó, đây bên trong thì cũng đầy đủ đồ như nhau hết nha anh em nhé. Rồi thì giá bên em Kumo này á, Kumo 22 này anh em mua về giá hiện tại đang khuyến mãi, giá chỉ còn lại là 730.000 nha anh em nhé. Đó, 730 ha, giá khá là tốt cho anh em mua về xịt thuốc này nọ nha mọi người. Đó, còn em Oraha này ha, Oraha này thì giá của nó lên đến 800.000. Đó, đây mắc hơn được vài chục ngàn thôi, nhưng mà cái đồ của nó là chất lượng hơn, thiết kế đồ hơn hai anh em ha. Đó, đây anh em có thể thấy nhìn mẫu này. Đó, mẫu này thì là nắp vặn này, nắp đậy nhớt là nắp vặn, còn mẫu này là nắp đậy. Đó, anh em chỉ việc đậy vào thôi là xong. Đó, còn các thiết kế của nó thì anh em có thể thấy khuôn bầu nó tốt hơn một chút này, nhìn nó cứng cáp hơn ha. Đó, hai con cái này là hai con ốc để chia cái phốt này, đều bốn con luôn anh em nhá. Ốp thiết kế ốp vuông. Đấy. Bầu vuông. Đây anh em đấy. Đó. Chi tiết cho anh em xem. Đây là đầu 800.000 nha anh em nhá. Và tất cả mặt hàng này đều được sản xuất tại China nha mọi người, tại Trung Quốc ha anh em ha. Đó. Đây, giá thành phải chăng anh em mua về sử dụng vừa phù hợp. Đó, còn nếu anh em nào mà cái máy này là đầu máy là chưa có nhớt nha anh em nhá. Để nếu anh em mua thêm cả chai nhớt về, nói chung là chỉ việc lắp vào là xài thì hết mấy chục ngàn nữa. Đấy, anh em có thể liên hệ em để lấy cùng luôn ha. Đó, đây. Giá rất là tốt nhá. Còn nếu anh em nào mua được số lượng nhiều hơn thì giá nó sẽ còn giảm hơn được một chút nữa nha anh em nhá. Nên là anh em nào mà ưng kết những cái dòng mẫu này, đó, thì anh em có thể liên hệ cho em ha, để đặt hàng cho mọi người. Đó, đây, rất đẹp. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều nhá. Anh em xem video nhớ cho em một like, một share nhá mọi người. Đó, để ủng hộ cửa hàng bên em ha.